thêm một con khủng long nữa, dòng RMX của QC 4050HD. Con này hàng thị trường Mỹ ngoài nha các bác, rất là hiếm đấy. Để tìm một con QC 4050 của thị trường Mỹ á, khó lắm bác. Đa số hầu như là 10 bác là có 9 bác sẽ sử dụng con của thị trường thứ ba. Còn con đây là còn sản xuất tại Mỹ nha, 1300W trên một kênh. Em về con này coi như nó quá đẹp quá, quá đẹp. Về chung với lô những con RBL QC 4050HD USA 120V. Em đã chuyển điện 220 cho các bác rồi nha. Đấy, cái những cái trạm loa nó còn nguyên chốt chưa khui này. Đấy, trạm loa Nutrix này. Cái con mà ở con không phải nội địa Mỹ thì nó không phải tem như thế này nha các bác. Nó tem khác nha. Bác nào đang sử dụng những dòng 4050 mà không phải hàng nội địa Mỹ thì các bác nhìn sẽ không bao giờ giống cái tem này nha. Con này nội địa Mỹ nha, 19.500. Bác nào muốn lấy nó thì alo cho em. Đây, thuộc phân những dòng khủng long bò chúa rồi nha. Rất đẹp đấy. 19.500 bao gồm phí ship RMX 4050HD. Cây nguồn theo máy. Rồi thì các bác cũng đã xem này. Và độ đẹp của nó thì không có điểm nào mà chê được. Thì sau đây em mời các bác cùng xem cấu hình bên trong. Nó chạy nguồn xuyến nha. Đây là cấu hình bên trong của những dòng RMX 2 tầng phô xuyến nha các bác. Một vế là 246, 12 tụ nguồn. Tụ thông số rất là lớn nha. Thông số khủng lên tới là 15.000 ối trong tụ. Đấy. Hai bo, bo đối xứng nha các bác. Bo trên, bo dưới. Dòng đời cao, mức ken 1300W trên một kênh. Với những con đẩy Mỹ mà với thông số 800-1000 trở lên là nó phần khúc khủng rồi các bác. Nó là những thông số chính xác, chứ không như, như hãng hàng trôi nổi. Họ in 2-3000W một kênh nhưng mà nó yếu xìu quá. Nó là in thôi. Chứ còn công suất thực sự là những cái con tầm 700 trở lên là chuyên đánh những lô khủng rồi các bác. Còn đây tới 1300. Con này thì trung Mỹ. Khó mà có bác nào mà được sở hữu những con 4050 hoặc là thị trường Mỹ như thế này. Đấy, bác nào chốt em này thì alo cho em nha. Giá 19.500 bao gồm phí ship. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chuyển khoản đủ em sẽ bớt 200.000, còn 19.300 bao ship tận nơi. Được tặng kèm một bộ dây ba lăng trị giá là 250.000 nha.